Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Thưa quý vị, theo quan niệm xưa, sau đêm giao thừa, mọi thứ trong nhà đều rất mới. Chính vì thế mà gia chủ thường cầu mong năm mới sẽ có người mang đến sự may mắn, phát tài, phát lộc đến với gia đình. Cho nên người đến nhà chúc Tết đầu tiên rất được xem trọng. Người khách đó đến vào sáng mùng 1 phải do chủ nhà sắp đặt trước và mang theo cả trái cây hay bánh mứt và lì xì khi có trẻ con trong nhà. Gia chủ sẽ ra đón tiếp vui vẻ, nhiệt tình và nhận những lời chúc tốt đẹp đến với gia đình mình. Thế nhưng dưới đây là những con giáp đại kỵ xông nhà mà gia chủ rất sợ, thậm chí còn phải đốt vía để xua đuổi vận xui khi những người này đến xông nhà đầu năm. Để mang lại may mắn và tránh những điều xui rủi trong năm mới, những gia chủ phải tuyệt đối kiêng kỵ những tuổi này đến xông nhà. Những con giáp này không phải bởi họ xấu mà kiêng kỵ xông nhà, mà bởi vì vận khí của họ không phù hợp cho việc xông nhà, xông đất đầu năm. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết đó là những tuổi nào nhé. 1. Tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu là con giáp kiêng kỵ xông nhà đầu tiên trong năm 2023 Quý Mão, bởi con giáp này bị xung vướng vào cục diện xung thái tuế. Đây là con giáp có vận khí xấu nhất trong năm. Nếu đúng ngày mùng 1 Tết mà họ lại là người đầu tiên đến xông nhà bạn thì coi như xong, vận khí cả năm trì trệ, công việc gặp nhiều trắc trở, vận xui đeo bám cả năm. Vậy nên đây được coi là con giáp đầu tiên phải tránh bởi các lý do sau. Trên phương diện sự nghiệp, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu không được tốt trong năm, chịu ảnh hưởng của xung thái tuế. Đa số thời gian con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng và áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Bạn cần nhắc mình bình tĩnh, chớ để kẻ xấu tìm ra cái cớ vin vào để hãm hại. Nếu là người đứng ở vị thế lãnh đạo, tử vi tuổi Dậu 2023 khuyên bạn không nên nghe theo lời xúi giục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Trên phương diện tài lộc, người làm công ăn lương nếu không chú ý vào nhiệm vụ của mình thì dễ bị kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Với người làm ăn kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm ra lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm nếu chủ quan dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó thì dễ phải chịu những tổn thất nặng nề, khó thu hồi vốn. Trên phương diện tình cảm, trong năm này, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Thay vì chút những áp lực trong cuộc sống lên đầu người ấy, hai người cần thường xuyên trải lòng với nhau. Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng, thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được. 2. Tuổi Mão. Những gia chủ tuổi Mão là những người rất tốt, nhưng trong năm 2023 họ lại là những con giáp không phù hợp cho việc xông nhà, xông đất đầu năm. Bởi trong năm này họ vướng vào cục diện trực thái tuế, vậy nên trong ngày mùng 1 Tết mà họ đến xông nhà là một điều đại kỵ. Một số người có tâm linh cao họ còn phải đốt vía xua đuổi, vì thế tuổi Mão là con giáp kiêng kỵ thứ hai khi chọn tuổi xông nhà bởi các lý do sau. Trên phương diện sự nghiệp, trong năm phạm vào cục diện trực thái tuế 2023, công việc người tuổi Mão chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp, thậm chí bạn làm nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng hết thành quả. Cạnh tranh đấu đá có dấu hiệu tăng lên, con giáp này phải mất thời gian liên tục dè chừng đối thủ, nên chất lượng công việc giảm sút, không hoàn thành kế hoạch ban đầu cũng là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, tuổi này hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu sự quan sát tổng quan, bỏ ngoài tai ý kiến của người ngoài, đến khi xảy ra sự cố thì không kịp sửa đổi nữa. Trên phương diện tài lộc, tử vi tuổi Mão 2023 thấy rằng những dự án hồn hạp làm ăn của bản mệnh cũng dễ gặp bất trắc nửa chừng, họa phá tài treo lơ lửng trên đầu, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng trở nên qua loa, đặc biệt là với người thân hay người có quen biết. Nếu không, bạn dễ vướng vào tranh chấp liên quan tới tiền bạc và là người phải chịu nhiều thiệt thòi. Nếu là dự án đang thực hiện dang dở, bạn nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Cần chú ý là trong năm mà tài vận bất ổn, tốt hơn hết người tuổi Mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen nào, kẻo có ngày tay trắng.
Trên phương diện tình cảm, hung vận quá lớn trong năm, bản mệnh khiến tuổi Mão độc thân dù vẫn có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Cũng vì nhiều mối quan hệ mà bạn không biết đâu mới là đối tượng thích hợp. Với các cặp đôi do tâm lý buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành xử ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu. Đã vậy, dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng. Nếu tình yêu giữa hai bạn chưa thực sự sâu đậm thì dễ đứt gánh giữa đường. Với một số người tuổi Mão đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương, tránh chê bai nhau khiến không khí gia đình nặng nề. 3. Tuổi Tý. Con giáp thứ ba bắt buộc phải kiêng kỵ không nên chọn làm tuổi xông nhà đầu năm, đó là những người tuổi Tý. Năm 2023, họ vướng vào cục diện hình thái tuế và bị hạ tam tai năm thứ hai. Vậy nên những vận đen mà họ gặp phải cũng liên đới tới gia chủ, khiến cho gia chủ gặp cả năm hạn, vận đen đeo bám, tán gia bại sản. Trên phương diện sự nghiệp, công việc trong năm gặp nhiều trắc trở khiến người tuổi Tý tốn thời gian xử lý, kế hoạch khó có thể phát triển rõ rệt. Bản mệnh nên cố gắng và kiên trì, khi có vấn đề xảy ra, cần cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vấn đề để có thể khắc phục nhanh chóng. Năm nay còn cho thấy có họa tiểu nhân treo trên đầu, bản mệnh dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi. Hãy chú ý đến những chiêu trò mờ ám của đối thủ, tỉnh táo trong mọi hành động và quyết định để tránh rơi vào bẫy. Trên phương diện tài lộc, do ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế, người làm kinh doanh buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Sức khỏe suy giảm cũng là yếu tố ảnh hưởng đến túi tiền của bản mệnh. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần tránh chi tiêu phung phí hoặc cho người khác không đáng tin cậy vay mượn. Trên phương diện tình cảm, thực tế thì người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới trong năm nay. Tuy nhiên bạn cần rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Người đã có đôi có cặp cũng trở nên nổi bật hơn trong mắt người khác giới. Đây là lúc bạn cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng để mình vướng phải những mối quan hệ phức tạp hoặc những lời đồn đại không hay. 4. Tuổi Thìn. Con giáp thứ tư cấm kỵ chọn làm tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão là những người tuổi Thìn, bởi trong năm nay họ bị phạm vào cục diện hại thái tuế và bị vào hạn tam tai năm thứ hai. Mặc dù họ là những người rất tốt, họ không hề xấu xa, nhưng vận khí của họ không tốt nên khi xông nhà đầu năm sẽ mang lại nhiều hung họa cho gia chủ. Trên phương diện sự nghiệp, tử vi tuổi Thìn 2023 cho rằng đây là năm hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đều vấp phải cản trở nhất định. Vì thế mọi việc nên liệu sức mình mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau. Cục diện tương hại cũng khiến con giáp này vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ chính mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài hao sức. Với những người đang muốn thay đổi công việc thì hiện tại không phải là thời cơ tốt. Trước khi đưa ra quyết định dứt khoát, bạn biết mình cần làm gì và muốn gì. Đừng chỉ vì gặp khó khăn nhất thời mà có ý muốn bỏ cuộc, trốn tránh. Trên phương diện tài lộc, kế hoạch hợp tác của người tuổi Thìn trong năm thái tuế 2023 dễ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Các chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ cũng sẽ tăng lên, đòi hỏi bản mệnh cần hết sức chú ý. Con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Đặc biệt tuổi Thìn cần tránh các công việc phạm pháp, lách luật hay những trò đỏ đen, nếu không dễ vướng vào họa kiện tụng, lao tù, chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì cái lợi trước mắt. Trên phương diện tình cảm, người độc thân nhìn chung khá vượng đào hoa, nhưng tình cảm dễ đến, dễ đi. Con giáp này gặp nhiều người nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài. Những ai đã có đôi có cặp cũng phải đối mặt với mâu thuẫn gia tăng, đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy. Để tình cảm lâu bền, hai bạn cần phải tìm cách dung hòa với nhau. Người đã có gia đình cần tránh những cảm xúc thất thường với nửa kia, ví dụ như giận hờn vô cớ, trách móc hoài nghi. Một khi không thể làm chủ cảm xúc, tuổi Thìn dễ hành động sai lầm. 5. Tuổi Ngọ. Con giáp xui xẻo thứ 5 trong đội ngũ những con giáp xui xẻo cấm kỵ xông nhà năm 2023 Quý Mão.
Trong năm 2023, những tuổi này bị phạm cục diện thái tuế. Đây là cục diện xấu, đại kỵ xông nhà. Những ai xui xẻo mà bị những người tuổi ngọ xông nhà đúng mùng 1 Tết coi như thất bại. Vận khí cả năm trì trệ, công việc gặp nhiều trắc trở, gia đạo không an vì những lý do sau đây. Trên phương diện sự nghiệp, trong năm chịu ảnh hưởng của phá thái tuế, người tuổi ngọ thường gặp bất hòa với bạn bè đồng nghiệp, kẻ tiểu nhân xuất hiện cố tình gây phiền phức, khiến công việc tiến triển khó khăn. Thời điểm này, bản mệnh cần chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến mọi người, không nên bảo thủ, khăng khăng với những quan điểm cổ hủ của mình, nếu không dễ vướng phải rắc rối mà không tìm cách khắc phục. Trên phương diện tài lộc, với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc không đạt tiến độ, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế con giáp này cần cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất là hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Trên phương diện tình cảm, với người đã lập gia đình, do tác động của thái tuế, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp. Sự thiếu lắng nghe, thông cảm khiến cho đối phương quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi. Có thể những khác biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Hãy quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ, bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết đúng đắn. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn những con giáp xui xẻo nhất năm 2023, không nên xông nhà đầu năm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!